Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay là ngày thứ sáu ha, thứ bảy chứ, ngày thứ bảy. Đáng lẽ nay mình đi bãi nhưng mà mình còn mớ hàng, mình chưa vệ sinh. Sáng giờ mình ngồi nhà vệ sinh với đống mớ pin, nay xong rồi chia sẻ cho các bạn ha. Bạn nào mua thì cứ liên hệ với mình, rồi trước khi xem video các bạn nhớ like, subscribe kênh giúp mình ha. Ok, thì đây trên màn ảnh các bạn thấy thì đây mình có khoảng 8 cây máy ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu từ cây ha. Đầu tiên cây Makita nha các bạn. Cây Makita, cây này thì nó mất tem rồi nhưng cũng còn là khá là mới nha các bạn. Đó, cao su đầy đủ, đẹp. Cái đầu này thì bạn nào xiên thì về sơn lại nha, còn không để gì xài. Mình định sơn mà thôi đi. Chung là máy cũng còn khá đẹp nên mình để luôn ha. Thì cây này thì các bạn đã biết ha, Makita này, cái này có cái núm dạ quang đây nè bạn, tắt đèn nó sẽ sáng ha, ban đêm rồi để nó sẽ sáng ha. Thì con này thì mình đã lên pin rồi nha các bạn, pin 12V pin lithium nha. Đó, mình đóng mới nè, đó khá là đẹp nha. Cái bộ này giá 1,2 triệu một bộ nha các bạn. Thì bộ này cực kỳ khỏe nha các bạn, nó khỏe cái dòng 12V nhưng là rất là khỏe đó. Chỉ cái này tiếc cái là cái tem nó bị mất thôi nha bạn, còn lại là ngoại hình rất là đẹp nha. Con này giá 1,2 triệu là rất là rẻ nha các bạn. Có đèn luôn nha, con này có đèn nha bạn. À, để mình test chức năng nha bạn. Chịu tốt ha. Thắng đầy đủ ha. Đảo chiều. Giờ mình test một hai con vít cho các bạn xem nha. Thì ở video này mình sẽ cố gắng mình sẽ test nhanh nha, nhiều cái nó mất mất thời gian của các bạn. Cái con này thì bắn cực kỳ khỏe nha bạn. Mấy cái mũi vít với cái ấy của mình bắn nó nhiều, cái nó tà hết rồi các bạn. Nên nó khi mà mới vô nè, mấy mũi này nè, dạ, nóng quá. Mình bắn với nó bắn nhiều quá nó tà, với càng cái khi mà mới vô nó khó ăn các bạn. À. Cái con này bắn lực ăn rất là ngọt nha, bác bạn biết cái con này rồi ha. Con này mình bán cũng rất là nhiều và cũng có rất là nhiều bác xài và thích con này. Thì con này bộ này giá 1,2 triệu ha, các bạn nào thích thì cứ liên hệ với mình ha. Đó, con đầu tiên. Rồi, tiếp theo con Hitachi nha. Con này nay mình giảm giá 100 ngàn nha các bạn. 1,2 triệu luôn nha các bạn. Hôm qua có anh kia anh chuyển khoản rồi nhưng mà sáng nay anh nói anh không lấy gì nữa nên mình băng bán luôn nha. Chuyển khoản rồi mình chuyển trả lại anh, gửi lại anh mua 2-3 món rồi. Ok, thì cái con này giá mình để 1,2 triệu luôn nha các bạn. Hitachi dòng này cực kỳ khỏe, các bạn biết rồi ha. Để mình test một hai con vít cho các bạn xem, để test chức năng trước ha. Đây, điều tốt ha. Đầy đủ ha các bạn. Giờ để mình test một hai con vít nha. Ở cái Makita với Hitachi cái dòng DM2 này chứ tương đương nó với con Makita đầu khía, hai con nó mạnh tương đương nhau các bạn. Hình test mình thấy nó ngang ngang nhau nha. Đó. Rồi, đây là con số 2 nha bạn, con này con Hitachi dòng DM2, con này cũng khá đẹp, bán với giá 1,2 triệu luôn nha các bạn. Nay mình cố gắng mình sẽ để giá thật tốt để cho cái lô hàng này đi hết đi rồi mình sẽ lấy hàng mới nha các bạn. Ok, và tiếp theo con Ryobi nha, mình mới về một lô Ryobi luôn nha. Ở bên kia còn 4-5 con nữa. Rồi,
có hai con đời 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 thấp là được rồi, mình chưa bán được nha, vì mấy con màu đỏ bên kia là đời, đời cao mình mới về. Thì con này bữa mình cũng giới thiệu con rồi ha, hôm nay mình về tiếp con này ha, con này giá 1,1 triệu nha bạn, con này mình bán giá chuẩn đó giờ rồi ha. Con này thì cực kỳ khỏe rồi, có rất là nhiều anh thích con này nha, để mình test thử cho bạn xem một hai con vít luôn. Con này im nha, lực đập rất khỏe nha bạn. Chức năng full chức năng hết nha, tự tốc ha, đảo chiều ha, đầy đủ chức năng ha, đèn led luôn ha. Rồi ok, đó là con số 3 ha. Rồi con số 4 với con số 5 ha, con số 4 số 5 cũng là Ryobi cùng một model luôn ha, một BD 1225 ha các bạn. Thì mấy con này mình đã lên pin hết rồi, sáng mình mới lên sáng. Ok, giờ mình test thử một hai con vít cho bạn xem. Dòng này cũng cực kỳ khỏe nha, nhiều anh thích dòng này lắm. Bạn thấy lực nó đập ghê chưa? Nóng quá. Vít này thì tà hết rồi. Vít này mới vô nó không ăn gỗ. Bạn thấy con này khỏe ghê chưa? Theo mình đánh giá nó mạnh tương đương con Makita luôn á. Bạn thấy nó ăn không? Nó đi xuống ngọt, rất là ngọt. Dòng này mình đánh giá nó tương đương con Makita nha. Con số 4 1,1 triệu ha. Con số 5, con này cũng 1,1 triệu luôn nha các bạn. Cái dòng này nó mạnh, mình đánh giá nó tương đương con Makita đầu khía nha các bạn. Cực kỳ khỏe. Thấy không? Đi rất là ngọt luôn. Con này giá 1,1 triệu luôn nha các bạn. Con này có rất là nhiều bạn đã xài rồi ha. Con này thì có đèn đầy đủ ha, chức năng đầy đủ ha. Mấy con này bắn là full chức năng hết nha các bạn. Bắn đầy đủ ha. Rồi con số 5. Rồi tới con số 6, là con số 6 là con khoang Ryobi nha các bạn. Khoang Ryobi này xài chung pin với mấy con 12V hết ha các bạn. Bạn nào lấy con này thì với giá 1 triệu thôi nha các bạn. 1 triệu máy pin sạc nha. Đó. Con này cũng còn khá đẹp nha các bạn. Đó, màu đỏ. Thì cái lô này chủ yếu hàng màu đỏ ha. Hàng test nè. Con này thì hai chế độ nhanh chậm nha bạn, này chậm nha. Con này 21 cấp chuột 1 cấp khoan nha bạn, này full chức năng hết nha, này chuột. Mình sẽ test khoan cho bạn xem nha. Đây mình khoan nha bạn.
Ti rất ngọt nha bạn. Khoan, mình để chế độ chậm mình khoan vẫn bình thường nha bạn. À, cục pin này không phải pin đóng nha, pin này pin này là pin zin của nó nha. Để mình lấy pin đóng mình thấy nè, nó sẽ khỏe nha. Đây mình đang để chế độ chậm nha bạn. Đó, mình sẽ khoan nhanh. Khỏe hơn cục pin kia nha, pin kia nó tại nó cái dung lượng nó hết pin nè. Ok, con này giá 1 triệu nha các bạn. Rồi, tiếp theo con số 7. Số 7 máy pin sạc 850 nha. Con số 7 này còn cực kỳ mới nha các bạn. À, con này cực kỳ mới nha. Đời nó hơi cũ một xíu thôi nhưng còn kỳ mới. Con này 850 nha. Bạn nghe nè, đầu nó như mới luôn nha, không gơ lắc nha. Mấy con này là không con nào gơ lắc nha bạn. Chạy cũng rất là im nha. Mình test thử một con hai con vít cho bạn xem nha. Đó, bây giờ. Cực kỳ khỏe nha bạn. Con này 850 mình hạ giá cực kỳ luôn nha bạn. Bạn thấy búa nó đập không? Cực kỳ khỏe nha. Rồi, con số 8 ha. Con này thì full chức năng hết nha bạn. Ủa, con số 7 chứ, con số 7 850 nha bạn. Bạn nhìn là ngoại hình nó lần nữa nè. Cực kỳ đẹp nha. Ok. Cái này các bạn nào bây giờ các bạn xài pin rất là tiện nha bạn. Các bạn sạc 1 2 tiếng hồ mà cái mấy cục pin này mình đóng mình bảo đảm các bạn xài là ví dụ như bạn bắn là tầm vài trăm con vít nha. Chứ không ít nha. Bảo dưới 300 con thì bắt đền mình nha. Đó. Rồi, con này cũng một con mình cũng giới thiệu lâu rồi ha. Thì con này mình bán với giá 800 ngàn luôn nha các bạn. Full chức năng nha. Để em test thử cho bạn xem. Con này cực kỳ khỏe nha. Con này nguyên cái bộ nhông nó nguyên bộ nhông một khúc ghi vậy nên cực kỳ khỏe. Con này giá 800 mấy pin sạc nha bạn. Rồi, thì cái video của mình được 8 9 con gì đó, đa phần là Ryobi nha. Trong đây có 2, 4, 6 con Ryobi rồi. Chỉ có con số 1, số 2 là Makita với Hitachi. Thì bạn nào mua thì cứ liên hệ với mình với số điện thoại 0908875468 nha. Thì mấy con máy này rất là thích hợp cho các bạn nào xài gia đình hoặc làm mộc, làm đồ ha. Các bạn vặn mấy con vít hoặc là làm đồ nhôm hay là đóng bàn, ghế, tủ gì đó hay lắp ráp mấy cái công trình ha. Rất là tiện lợi nha các bạn. Nói chung là các bạn bỏ ra một cái chi phí không có cao đâu nhưng mà các bạn làm là việc nó vừa an toàn và vừa nó rất là tiện cho mình nha. Rồi, ok, cái video của mình đến đây là hết ha.
Thì các bạn xem video nhớ like, subscribe kênh giúp mình ha. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt các bạn nha.